Thân chào các em, vậy là chúng ta đã bước sang tuần học thứ 3. Cô hy vọng các bạn đã làm quen được với cách học ở cấp học mới. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ không ghi bài, mà chủ yếu là hoạt động, luyện tập, vận dụng kiến thức của những tiết học trước. Vậy thì để việc học tập đạt hiệu quả, cô có lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Khi cô đưa ra các bài tập và dành thời gian cho các bạn làm bài, thì các bạn nhanh chóng lấy giấy nháp, bút, ghi câu trả lời của mình. Việc chúng ta suy nghĩ, đưa ra những câu trả lời sẽ giúp chúng ta hiểu bài nhanh hơn, tốt hơn. Đầu tiên là phần kiểm tra bài cũ. Câu 1. Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ giúp chúng ta có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công. Ở hai tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu được phần một la mã khởi động, hai la mã khám phá. Trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần ba la mã luyện tập. Trong phần cùng suy ngẫm, chúng ta tìm hiểu tình huống thứ nhất. Hoàng là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả, làm nghề buôn bán phế liệu ở thị trấn. Công việc của bố mẹ Hoàng có thu nhập cao nhưng vô cùng vất vả. Hoàng không những không giúp đỡ bố mẹ mà còn lười học. Khi được các bạn góp ý, Hoàng còn nói: "Tôi như thế này sao có thể đi thu gom phế liệu được? Sau này tôi nhất định sẽ không làm cái nghề ấy." Hỏi: "Em nhận xét gì về thái độ của Hoàng? Nếu là bạn thân của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào?" Chúng ta lấy giấy nháp và thực hiện nhiệm vụ của mình các em nhé. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian rồi, chúng ta cùng quan sát trên màn hình để đọc phần gợi ý trả lời của cô nhé. Hoàng là một người thiếu trách nhiệm, lười biếng, không biết giúp đỡ bố mẹ. Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng không nên nói như vậy, vì Hoàng có được cuộc sống như bây giờ cũng nhờ vào nghề buôn phế liệu của gia đình. Vì thế, bạn nên biết tôn trọng nghề nghiệp của gia đình mình. Tình huống số 2. Lan là học sinh của lớp 6A1. Ngày chủ nhật của tuần cuối tháng là ngày mà Lan yêu thích nhất, vì khi đến ngày đó, Lan cùng gia đình tham gia những việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa như tặng quà cho các cụ già neo đơn, tặng sách vở, quần áo cho trẻ em cơ nhỡ.
Theo kế hoạch của gia đình, trong lần tới là đi đến miền Trung để giúp đỡ những gia đình bị tổn thất nhiều trong trận bão lụt vừa qua. Câu hỏi của cô: em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn Lan cùng gia đình? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã hết, các bạn cùng theo dõi gợi ý của cô. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Việc làm ấy cũng góp đã phần nào giúp Lan hình thành nên thói quen tốt đẹp, biết yêu thương, đồng cảm, chia sẻ, có tấm lòng nhân ái và sẽ được mọi người yêu quý hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại hai tình huống mà chúng ta vừa giải quyết. Qua hai tình huống này, chúng ta thấy hai bạn trái ngược nhau. Nếu như Hoàng là một người không biết tôn trọng nghề nghiệp của gia đình mình, không muốn phát huy truyền thống của gia đình, thì Lan lại hoàn toàn ngược lại. Bạn ấy rất tự hào về truyền thống của gia đình. Bạn ấy vui vẻ, hăng say thực hiện những hoạt động ý nghĩa của gia đình để nhằm phát huy truyền thống của gia đình mình. Qua đây chúng ta thấy truyền thống gia đình dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra, và nhiệm vụ của mỗi chúng ta là giữ gìn, phát huy, đồng thời thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra. Như vậy, qua việc tìm hiểu hai nhân vật này, thì chúng ta thấy mình cần phải học hỏi nhân vật nào chưa? Đương nhiên là chúng ta cần học hỏi bạn Lan rồi, đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu giúp cô những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Cô lấy ví dụ như là truyền thống hiếu thảo, hiếu học, yêu thương, đoàn kết, biết ơn, vân vân. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ nhé. Thời gian suy nghĩ đã hết. Sau đây cô xin giới thiệu với các em
Một số câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Mời các em cùng quan sát trên màn hình. Giấy rách phải giữ lấy lề, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Lá lành đùm lá rách, muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo, trò chơi đóng vai. Sắm vai ở tình huống, tập làm chuyên gia để trả lời câu hỏi. Tình huống: Giang sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, có trình độ học vấn cao. Vì vậy, bố mẹ muốn Giang trở thành một nhà khoa học. Giang còn đang phân vân thì các bạn bảo rằng cứ làm theo ý mình, chứ sao phải vì gia đình. Câu hỏi: Nếu là Giang, em sẽ ứng xử như thế nào? Em sẽ làm gì để thể hiện sự tự hào về truyền thống của gia đình em? Các bạn có thể lấy giấy nháp và sắm vai xử lý tình huống. Ở tình huống này thì chúng ta có thể xử lý như sau. Nếu em là Giang, em sẽ xác định ước mơ của mình là gì và nói để các bạn hiểu về truyền thống hiếu học của gia đình mình, để các bạn có nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Em sẽ nỗ lực cố gắng học tập thật tốt để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, xứng đáng với truyền thống của gia đình. Chúng ta bước sang phần thứ tư, vận dụng. Để thay đổi không khí thì chúng ta cùng tham gia trò chơi đoán ô chữ. Ô chữ thứ nhất gồm 7 chữ cái nói về đơn vị xã hội, gồm cha mẹ, con cái, đôi khi có cả ông bà. Các bạn chú ý phần gợi ý để có câu trả lời thật chính xác nha. Thời gian suy nghĩ đã hết. Đáp án của chúng ta chính là gia đình. Câu hỏi số 2. Ô thứ hai gồm 6 chữ cái, có nội dung chỉ toàn thể chung những người cùng huyết thống, làm thành những thế hệ nối tiếp nhau.
Thời gian suy nghĩ đã hết và đáp án của chúng ta chính là dòng họ. Chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo, hoạt động dự án. Nhóm 1. Em hãy thu thập một số thông tin về truyền thống của gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng. Qua đó, em hãy cho biết các thành viên trong gia đình của giáo sư đã làm gì để giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình mình. Phần này, các em có thể thông qua bài viết, có thể làm báo ảnh, làm áp phích hoặc làm video. Nhóm 2. Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ nghề nghiệp của em trong tương lai, tiếp nối truyền thống của gia đình, dòng họ. Mình có thể dán tranh lên bảng. Viết một lá thư ngắn gửi người bạn thân thể hiện suy nghĩ của em về truyền thống gia đình, dòng họ. Phần này chúng ta sẽ chia sẻ với cả lớp. Ở hoạt động này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm để từ những bài học sau thì chúng ta sẽ ghi nhớ và thực hiện. Đầu tiên là hoạt động thu thập thông tin về truyền thống gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng. Và qua đó cho biết các thành viên trong gia đình của giáo sư đã làm gì để giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình mình. Đây là hình ảnh giáo sư Tôn Thất Tùng. Cố giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng có 3 người con. Con trai cả của ông là phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, viện sĩ Tôn Thất Bách. Ông từng giữ chức vụ hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ông được mệnh danh là người có bàn tay vàng, thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật về gan và tim nổi tiếng trong nước và thế giới. Con gái thứ hai là Tôn nữ Ngọc Trân, nhiều năm học ở Nga, là kỹ sư hóa học, làm việc ở Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô con gái út là Tôn nữ Hồng Tâm, bác sĩ sinh hóa. Như vậy, gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng có truyền thống hiếu học, hiếu thảo, cần cù, lao động và các thế hệ trong gia đình đều biết giữ gìn nghề truyền thống. Cô mời các em cùng theo dõi một đoạn phim ngắn sau.
Xin mời các em cùng quan sát những bức tranh về ước mơ nghề nghiệp của em trong tương lai, tiếp nối truyền thống của gia đình dòng họ. Và ở phần dự án 3, viết một lá thư nhắn gửi người bạn thân thể hiện suy nghĩ của em về truyền thống gia đình dòng họ, thì cô có gợi ý như sau. Nêu truyền thống gia đình dòng họ của mình. Nêu lòng tự hào về truyền thống gia đình dòng họ của mình. Mình đã làm gì để phát huy truyền thống gia đình dòng họ? Kết quả nhận được từ khi chúng ta noi theo hoặc là kế thừa từ gia đình dòng họ. Phần này các em sẽ về viết thành một bài hoàn chỉnh để trình bày trước lớp. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô có phần hướng dẫn về nhà. Chúng ta sẽ tìm hiểu trước bài số 2, yêu thương con người. Ôn kỹ lại kiến thức bài số 1 để tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Chúc các em ôn tập và làm bài kiểm tra thật tốt.